Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 20 tháng 5 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự tối nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Là nội dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, sáng nay tại thủ đô Hà Nội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 9. Dự phiên khai mạc có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Kỳ họp này lần đầu tiên áp dụng hình thức họp trực tuyến từ tòa nhà Quốc hội với 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn cùng các vị đại biểu Quốc hội của tỉnh dự phiên họp tại điểm cầu Bắc Cạn. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá những tháng đầu năm nay, đại dịch COVID-19 bùng phát đã tác động tiêu cực đến mọi hoạt động kinh tế xã hội của nước ta. Trước những khó khăn thách thức đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các cấp các ngành từ trung ương đến địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh và triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đến nay, bước đầu chúng ta đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhiều nước tăng trưởng âm, tốc độ tăng trưởng GDP quý 1 của nước ta vẫn đạt khoảng 3,8%. An sinh xã hội, đời sống của người dân, an ninh, quốc phòng và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Thời gian qua, Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội đã chủ động điều chỉnh linh hoạt cách thức làm việc phù hợp, nỗ lực phát huy vai trò trách nhiệm với nhân dân. Hình thức họp trực tuyến là nét mới, thể hiện sự linh hoạt, tận dụng thành tựu của khoa học công nghệ, nhưng vẫn đảm bảo dân chủ, công khai của kỳ họp. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các vị đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, góp phần vào thành công của kỳ họp này. Trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe một số báo cáo và tờ trình quan trọng. Trong buổi sáng, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phục hồi phát triển kinh tế xã hội năm nay. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 14. Các vị đại biểu Quốc hội cũng đã nghe báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2020, báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 14, báo cáo thuyết minh Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gọi tắt là EVFTA, báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu và tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn Hiệp định này. Buổi chiều, Quốc hội thảo luận về việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EVFTA, phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư giữa một bên là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh châu Âu và các nước thành viên Liên minh châu Âu EVIPA. Báo cáo thuyết minh, báo cáo thẩm tra và tờ trình về việc gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức. Quốc hội cũng đã nghe Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung giải trình thêm những ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội đối với những vấn đề được đưa ra thảo luận. Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bắc Cạn khóa 11 vừa tổ chức hội nghị lần thứ 19 để phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh và thực hiện một số nội dung công tác cán bộ theo quy định. Các đồng chí Nguyễn Văn Du, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hoàng Duy Trinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Bắc Cạn. Lý Thái Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị.
Hội nghị đã được nghe báo cáo nhanh kết quả hội nghị Trung ương 12 vừa diễn ra, bầu bổ sung một ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020, cho ý kiến về nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý giai đoạn 2020-2026. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã phổ biến quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng, phổ biến quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh, kiểm điểm công tác quý 1, báo cáo công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữa kỳ họp thứ 18 và 19, báo cáo tình hình tư tưởng, dư luận xã hội 5 tháng đầu năm 2020. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xu, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, 5 tháng đầu năm 2020, dịch bệnh COVID-19, thiên tai đã ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt thấp so với kế hoạch đề ra và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước, như thu ngân sách, doanh thu từ hoạt động thương mại, du lịch. Tuy nhiên, cấp ủy chính quyền các cấp đã nỗ lực cố gắng tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ giải pháp theo kế hoạch năm 2020. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ngành địa phương cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chủ trương giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 phù hợp với tình hình thực tiễn, không chủ quan, lơ là. Khẩn trương triển khai gói hỗ trợ của chính phủ đến các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, triển khai đồng bộ các giải pháp của chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp tục chỉ đạo tổ chức tốt đại hội đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 12, quán triệt tiếp thu sâu sắc những quan điểm, phương châm, nguyên tắc về công tác cán bộ được nêu tại bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị nhân sự đại hội 13 của Đảng, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội, nhất là về công tác nhân sự. Sáng nay, huyện ủy Nari đã tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 20 để đánh giá công tác từ đầu năm đến nay và triển khai một số văn bản quan trọng của Trung ương. Đồng chí Trần Thị Lộc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự. Tại hội nghị, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nari đã được quán triệt chỉ thị số 42 ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai. Kết luận số 70 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Thông báo kết luận số 171 ngày 9 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với việc triển khai, tổ chức thực hiện các quy định về nêu gương, nghe phổ biến quán triệt bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng. Đánh giá kết quả từ đầu năm đến nay cho thấy, cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể quần chúng của huyện Nari đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ công tác của năm, trong đó diện tích cây trồng vụ xuân đạt 100,67% kế hoạch. Thu ngân sách được hơn 9,5 tỷ đồng, đạt trên 50% kế hoạch. Huyện đã chủ động làm tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo nghị quyết số 855 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chỉ đạo thực hiện tốt việc tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ xã Công Bằng, huyện Pác Nặm vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được huyện Pác Nặm chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm Đảng bộ cấp cơ sở. Trong nhiệm kỳ qua, Ban chấp hành Đảng bộ xã Công Bằng đã tập trung lãnh đạo thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, có 24 trên 34 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch. Trong 10 chỉ tiêu chưa đạt, có 4 chỉ tiêu dự kiến đạt trong năm 2020 và 6 chỉ tiêu không đạt mục tiêu đề ra. Đại hội Đảng bộ xã đánh giá một số lĩnh vực chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của địa phương như phát triển dịch vụ còn chậm, việc triển khai thực hiện các đề án, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập cho hộ nghèo hiệu quả chưa cao như chương trình trồng rừng, các dự án chăn nuôi, dự án trồng cây ăn quả. Đại hội Đảng bộ xã Công Bằng đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ tới, đồng thời tiến hành bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa 21, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm 8 đồng chí. Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kim Hỷ và chính quyền xã Lương Thượng, huyện Nari vừa tiến hành thả một cá thể cu ly có trọng lượng khoảng 1 kg về môi trường tự nhiên. Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 18 tháng 5, nhận được tin báo của người dân về một cá thể động vật hoang dã xuất hiện ở khu vực gần Vincom Bắc Cạn, cán bộ chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Cạn đã có mặt và xác định
Đây là loài cu ly nhỏ, quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Trước khi thả về rừng, cá thể cu ly nhỏ nói trên đã được Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bắc Cạn kiểm định có sức khỏe tốt, hoàn toàn khỏe mạnh. Trước sự chứng kiến của các lực lượng và chính quyền địa phương, Ban Quản lý Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kim Hỷ đã tiến hành thả cá thể cu ly về môi trường tự nhiên. Đây là vùng có điều kiện tự nhiên phù hợp với môi trường sống của loài động vật quý hiếm này. Được biết, trên thế giới và tại Việt Nam, cu ly nhỏ được xếp vào danh mục các loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, có nguy cơ bị tuyệt chủng, được liệt vào danh sách cần phải bảo tồn, nghiêm cấm khai thác, đánh bắt, nuôi nhốt bất hợp pháp và sử dụng vì mục đích thương mại. Những ngày này, trên các cánh đồng trồng ớt ở huyện Chợ Mới đang bước vào vụ thu hoạch. Điều đáng nói là bà con khá vui mừng khi ớt được thu mua với giá ổn định. Cây ớt thường được trồng từ tháng 8 năm trước và hết mùa vụ thường là tháng 2 năm sau để người dân chuẩn bị đất sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, với những diện tích ớt sinh trưởng và phát triển tốt thì vẫn có thể để được một năm. Là cây trồng ngắn ngày, sau hơn 2 tháng, cây ớt sẽ cho thu hoạch và liên tục ra quả. Những ngày này, các hộ dân trồng ớt ở đây đang tập trung thu hái để bán cho đơn vị bao tiêu sản phẩm. Làm vụ đầu tiên nhưng mà em thấy là năng suất, nó cũng năng suất hơn là mình làm mía, lúa. Em trồng từ tháng 8, bắt đầu là trồng từ tháng 8. Hy vọng thứ nhất của em là giá cả ổn định, vâng, thì để người dân thì phát triển về kinh tế, xong là nếu mà ổn định thì người dân sẽ làm lâu dài. Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Tiến Phát, Thanh Hóa là đơn vị hỗ trợ người dân về cây giống, phân bón và kỹ thuật. Đơn vị cũng cam kết thu mua toàn bộ sản phẩm đạt chất lượng. Thời điểm hiện tại, giá thu mua không thấp dưới 10.000 đồng một kg. Trung bình một tuần, công ty sẽ lên thu gom 2 đến 3 lần, tùy theo số lượng của người dân thu hái được. Thực tế cho thấy so với ngô và lúa, cây ớt đem lại giá trị kinh tế trội hơn rất nhiều. Trung bình 1 hectare sẽ cho sản lượng 25 tấn, bán được trên 200 triệu. Cá biệt có thời gian ớt được giá thì người dân thu về từ 300 đến 400 triệu đồng trên 1 hectare. Dự định đây thì hàng năm thì chúng tôi sẽ làm và có cạch từ ban đầu từ đầu vụ là chúng tôi sẽ ký cái giá sàn ngay từ đầu với người dân, kể cả thị trường xuống 5.000 chúng tôi vẫn mua giá là 10.000 vật cúng cho dân. Thứ hai là chúng tôi đầu tư toàn bộ cái nguyên liệu như là thuốc bảo vệ thực vật, phân bón có lá và cây giống cho bà con nông dân, và cam kết là thu toàn bộ cái diện tích của chúng tôi đã ký đồng thu và đầu tư. Tuy nhiên, theo khuyến cáo thì thời gian tốt nhất của một vụ ớt chỉ từ tháng 8 đến tháng giêng hàng năm. Người dân nên phá bỏ diện tích cũ và trồng lại cây mới, như vậy mới có thể tiêu diệt được mầm bệnh. Hiện nay, với những diện tích trồng từ năm ngoái, đã xuất hiện bệnh thán thư, xuân lá và bệnh héo xanh do vi khuẩn, do đó ảnh hưởng một phần tới năng suất. Những diện tích trồng từ đầu vụ xuân thì cây xanh tốt hơn, quả cũng có chất lượng cao hơn. Sau nhiều năm làm ở địa bàn Chợ Mới thì là cây ớt là cái cây mà sinh trưởng phát triển rất là dễ, nhưng tùy theo địa phương khác nhau, địa hình khí hậu khác nhau thì nó sinh trưởng khác nhau. Sau 5 năm thì chúng tôi rút kinh nghiệm, đó là chúng tôi sẽ tập trung vào một số thời vụ chính, đó là cái vụ đông. Cái thứ hai là vụ xuân, thì trước khi trồng vụ xuân chúng tôi phải dọn ruộng và tiêu hủy toàn bộ cái mầm bệnh của cái vụ đông, thì chúng tôi mới triển khai vụ xuân. Thường là một năm chúng tôi phải làm hai vụ chính, vụ đông và vụ xuân. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông sản Tiến Phát đang hỗ trợ trồng 30 hectare ớt ở các xã Cao Kỳ, Thanh Thịnh, Yên Hân và Yên Cư của huyện Chợ Mới. Thời gian qua cho thấy việc liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm giữa người dân và công ty được thực hiện tốt, cây ớt đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân. Trong năm nay, cây ớt sẽ được huyện Chợ Mới xây dựng thành dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm. Mục tiêu là nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân. Thưa quý vị khán giả, khoảng 200 cây xoan ta có tuổi đời từ 15 đến 20 năm vừa mới bị chặt hạ tại khu vực rừng phòng hộ thuộc địa phận Khe Khuổi Tẩu, thôn Nà Món, thị trấn Phủ Thông. Vụ việc chỉ được phát giác khi người dân làm đơn lên chính quyền địa phương. Đây là những cây xoan vừa mới bị chặt hạ ở Khe Khuổi Tẩu, thôn Nà Món trong tháng 4 vừa qua. Đa số những cây xoan này đã được trồng lâu năm, có những cây đường kính đã hơn 50 cm. Tại hiện trường, hàng trăm cây gỗ xoan đã được tập kết và chỉ chờ vận chuyển ra ngoài. Những hộ dân trước đây sống ở Khe Khuổi Tẩu, thôn Nà Món, thị trấn Phủ Thông cho biết, người thực hiện chặt hạ những cây gỗ này là hộ ông Bản Văn Sơn ở cùng thôn Nà Món. Khi vụ phá rừng bị phát giác, gia đình ông Bản Văn Sơn cho rằng đây là cây gỗ của gia đình và được chính quyền xã Phương Linh trước đây xác nhận. Ngay là đúng, Bản Văn Sơn khai thác hàng loạt, đến khi phát hiện ra thì
thì gia đình bạn Sơn mới thò cái giấy kia là giấy cách đã được chính quyền gọi là chứng nhận từ 2011 rồi. Thì chúng tôi thấy lạ quá, thì bức xúc quá thì mới làm đơn lên xã thôi. Tìm ra lý do tại sao lại như vậy. Đến lúc bà con phát hiện ra thì mới tìm ra còn giấu giếm giếm đủ mọi thứ. Như vậy có nghĩa là tờ giấy này theo ông ấy cần làm rõ cái tờ giấy ký và người làm là ai làm. Việc nào sai, việc nào đúng cũng phải làm cho nó đến nơi đến chốn cho minh bạch. Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Thỏa, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm Lâm huyện Bạch Thông cho biết khoảng 200 cây gỗ xoan vừa bị chặt hạ nằm trong khu vực rừng phòng hộ cần được bảo vệ. Cái khu đấy là khu rừng có chức năng phòng hộ. Sơ bộ thì bên các cơ quan, chính quyền địa phương phát hiện khai thác trái phép thì đi kiểm tra. Kiểm tra xong sau khi kiểm tra thông tin thì xác minh thì là của ông Sơn, Bàn Văn Sơn ở thôn Nà Món, thị trấn khai thác. Bên anh có lập biên bản tạm đình chỉ, xong là tạm giữ toàn bộ cái số kia giữ nguyên hiện trường. Vị trí phá rừng nằm ngay trên đỉnh đèo Giàng, cách quốc lộ 3 chưa đầy 1 km, cách trạm kiểm lâm xã Sĩ Bình khoảng 400 m. Vấn đề được đặt ra là tại sao hàng trăm cây xoan nhiều năm tuổi bị chặt hạ trên diện tích khá rộng trong thời gian dài mà không bị phát hiện. Những ngày qua, đoàn kiểm tra liên ngành gồm Công an huyện Bạch Thông, Hạt Kiểm Lâm huyện Bạch Thông và Viện Kiểm sát Nhân dân huyện đã kiểm tra hiện trường và thống kê số gỗ bị chặt hạ. Thông tin về vụ phá rừng sẽ được Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Cạn tiếp tục phản ánh trong các bản tin thời sự tiếp theo. Tại huyện Chợ Đồn có 329 tập thể cá nhân đăng ký xây dựng mô hình dân vận khéo. Để nâng cao hiệu quả thực hiện các mô hình, Ban Dân vận huyện ủy cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức đoàn đi thăm nắm, kiểm tra việc thực hiện các mô hình tại địa phương. Ngay từ đầu năm, huyện Chợ Đồn đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình dân vận khéo và triển khai đến các địa phương, cơ quan, đơn vị. Hết quý 1, toàn huyện có 137 tập thể và trên 190 cá nhân đăng ký thực hiện mô hình về 4 lĩnh vực chính gồm xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng cơ quan công sở, xây dựng đảng chính quyền, xây dựng hệ thống chính trị. Đến tháng 6 tới, huyện Chợ Đồn sẽ sơ kết đánh giá các mô hình, từ đó có biện pháp hỗ trợ giúp đỡ, đốc thúc các tập thể cá nhân xây dựng mô hình đạt kết quả cao hơn. Việc duy trì, phát huy và nhân rộng các mô hình điển hình dân vận khéo ở các lĩnh vực đã nâng cao vai trò trách nhiệm lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với công tác vận động nhân dân bằng những việc làm bình dị, những tấm lòng nhân ái và các mô hình sáng tạo đã mang lại nhiều kết quả thiết thực trong đời sống. Thưa quý vị khán giả, hỗ trợ phân loại người cách ly, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giải đáp thắc mắc của người dân là những việc làm mà tổ phản ứng nhanh tại các khu dân cư, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn đã thực hiện trong thời gian phòng dịch COVID-19 vừa qua. Đặc biệt trong công tác rà soát thống kê chi trả hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đợt 2. Phản ánh của phóng viên thời sự. Sau 15 ngày cần mẫn tuyên truyền để người dân nắm bắt về tình hình dịch COVID-19, chủ động phòng chống, quản lý giám sát người đến và đi trong tổ, những ngày này ông Nguyễn Ngọc Lân, tổ trưởng tổ 3 phường Sông Cầu, lại cùng các thành viên khác triển khai rà soát đối tượng được nhận hỗ trợ đợt 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, gồm những lao động, người bán hàng rong bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Qua thống kê, tổ có 22 trường hợp có hộ khẩu thường trú và 6 trường hợp đăng ký tạm trú nằm trong danh sách được hỗ trợ tiền. Chúng tôi đã tập trung để như vậy là nghiên cứu kỹ văn bản, đấy, từng câu, từng từ ở trong cái văn bản để làm sao mình thực hiện được cho nó đảm bảo, cho nó chính xác, thế để tránh những cái trường hợp mà coi như là nó thiếu sót, thế rồi nó thiệt thòi cho người dân. Tổ đã trực tiếp là đi rà soát đến từng đối tượng, từng hộ một. Để rà soát nhóm đối tượng thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng, hiện các địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai 7 mẫu biểu, trong đó mẫu biểu liên quan đến nhóm đối tượng lao động tự do là phức tạp nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch các địa phương đề nghị tổ trưởng các tổ dân phố, trưởng thôn, bản thành lập các tổ rà soát với sự tham gia của các thành viên trong tổ. Phương châm là phải đến từng nhà để tiến hành rà soát và phải căn cứ vào tình hình thực tế, thực hiện kê khai chặt chẽ,
kiểm chứng từ nhiều nguồn và ghi rõ nghỉ việc trong thời gian nào để áp dụng cho chính xác. Trong quá trình thực hiện, phải kê khai theo mẫu, tên tuổi, quá trình hoạt động, thu nhập và chủ tịch xã, phường phải xác nhận. Trước khi chủ tịch ủy ban nhân dân xã, phường xác nhận, phải có ý kiến của tổ trưởng tổ dân phố hoặc đại diện khu dân cư, các đoàn thể. Trong quá trình rà soát thì phải có cái sự phối hợp rất là tốt của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là các đồng chí làm, các bác làm trưởng thôn, trưởng bản, phải có cái sự vào cuộc của ban mặt trận tổ dân phố và các cái tổ chức hội đoàn thể. Trong quá trình rà soát cũng đồng thời là thực hiện công tác giám sát, đồng hành như vậy để mà vừa rà soát cũng đồng thời giám sát đối tượng. Những đối tượng nào phải liên kết thì chúng ta phải liên kết. Những đối tượng nào mà cần hỗ trợ trong quá trình kế hoạch 2019 bắt buộc là quy trình làm lập hồ sơ như thế nào thì dưới cơ sở là phải làm cụ thể chi tiết để tránh tình trạng là nó sót người. Cách đây mấy ngày là chú tổ trưởng cũng đã ra nói là được trong kiểu như em này là lao động thì có tạm trú tạm vắng đây thì sẽ được một suất ưu tiên, nghĩa là về Covid đấy. Thế nhưng mà do em ấy lên trên nhà hai lần lên thì là người ta bảo trên ấy có được rồi nên là ở đây sẽ không được nữa. Thế cũng rất là cảm ơn tổ này đã có một cái là rất là tình cảm đã giúp em trong những khó khăn này. Nhưng thực sự là lên trên tổ, trên địa phương của em thì em đã trên hết được rồi. Trong đợt hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đợt 2, bước đầu sẽ là cán bộ cơ sở tiến hành rà soát danh sách đối tượng, sau đó phê duyệt hồ sơ cần công khai minh bạch bằng cách niêm yết tại trụ sở Ủy ban Nhân dân phường, xã ít nhất 2 ngày. Tiếp theo, hồ sơ sẽ được chuyển lên Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố để duyệt lại, sau đó mới thực hiện chi trả. Tiếp tục các hoạt động trong tháng hành động vì an toàn vệ sinh thực phẩm, đoàn kiểm tra của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã tiến hành kiểm tra thực phẩm tại chợ Cao Kỳ, huyện Chợ Mới. Vào ngày chợ phiên, các mặt hàng nông lâm thủy sản được người dân mang ra tiêu thụ, có mặt hàng được nuôi trồng tại địa phương, cũng có những mặt hàng nhập từ nơi khác đến, đặc biệt là quả. Đoàn kiểm tra đã tiến hành test độ đạm trong một số loại thực phẩm như rau, quả và thịt. Kết quả, đa số các mặt hàng đều có nồng độ nitrat trong ngưỡng an toàn. Tuy nhiên, vẫn có mặt hàng vượt ngưỡng cho phép. Do đó, cơ quan chuyên môn đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân chú ý trong việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi, không nên bón phân hoặc cho vật nuôi ăn quá nhiều đạm, bởi sẽ gây ra nồng độ nitrat cao vượt ngưỡng cho phép. 20 năm tù là mức án mà Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Cạn vừa tuyên phạt đối với Trần Văn Kiên, 35 tuổi, trú tại khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bản cáo trạng, ngày 11 tháng 10 năm 2019, Trần Văn Kiên bị cơ quan công an bắt quả tang khi đang trên đường đi bán ma túy. Tang vật thu giữ trên người và nơi ở của Kiên là 131,21 gam heroin, một xe máy, một điện thoại di động và hơn 44 triệu đồng. Trần Văn Kiên là người nghiện ma túy, là đối tượng tái phạm nguy hiểm bởi đã có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, chưa được xóa án tích. Giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo là một trong những phong trào thiết thực có ý nghĩa đã và đang được Hội Cựu Chiến binh huyện Chợ Mới quan tâm đẩy mạnh. Từ phong trào này, nhiều hội viên cựu chiến binh vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng lan rộng trong hội viên cựu chiến binh huyện Chợ Mới với nhiều tấm gương điển hình tiên tiến. Hiện nay, toàn huyện có một doanh nghiệp, hai hợp tác xã và 15 trang trại, tổ hợp tác, mô hình kinh tế do hội viên cựu chiến binh làm chủ. Hàng năm có từ 15 đến 20 hộ cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng. Tiêu biểu như hợp tác xã An Thịnh hoạt động trong lĩnh vực trồng trọt chăn nuôi với 10 thành viên tham gia, thì có 6 thành viên là cựu chiến binh. Ngay từ khi thành lập, các thành viên đều được hỗ trợ tư vấn về điều lệ, quyền lợi của mỗi thành viên nhằm nâng cao ý thức của các hộ dân về mô hình kinh tế tập thể. Từ đó, các thành viên có tiếng nói chung, giúp đỡ lẫn nhau trong khó khăn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, cùng tìm nguồn giống tốt, tìm thị trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập. Theo thống kê, tổng giá trị tài sản của các thành viên hợp tác xã này khoảng 5 tỷ đồng. Về cái hướng trong cái phương pháp về trong chăn nuôi và hướng triển vọng của hợp tác xã, tôi cũng thấy là đang có hướng tích cực phát triển và đồng thời đi vào sâu về trong những lĩnh vực chăn nuôi sản phẩm an toàn, đảm bảo về cho cái nhu cầu của thị trường bây giờ. Để khuyến khích và tạo điều kiện cho các hội viên phát triển ngành nghề theo mô hình kinh tế hộ phù hợp, bên cạnh việc chuyển giao khoa học kỹ thuật, Hội Cựu Chiến binh huyện Chợ Mới còn phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thực hiện tốt công tác ủy thác vay vốn phát triển kinh tế.
Đến nay tổng dư nợ là trên 50 tỷ đồng thông qua 36 tổ tiết kiệm cho gần 1.000 hộ hội viên vay. Từ đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn 151 hộ, chiếm 7,01% tổng số hộ hội viên. Thực hiện là đúng là một người đảng viên, đấy, vận động bà con, đấy, làm theo đúng, thứ nhất là thực hiện theo đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, đấy, và làm những cái chương trình trên đưa xuống để làm cho bà con gọi là dám xóa đói, giảm nghèo, cũng bớt được trong gia đình, tăng thu nhập cho trong gia đình. Cái nhu cầu của hội viên mình thì nói chung là cũng nhiều đấy. Đấy, nhưng mà nói chung là phối hợp với ngân hàng chính sách ấy, thì là cũng giải quyết cũng rất là thuận lợi thôi, không có gì vướng mắc. Đấy, chủ yếu là hội viên vay về để trồng rừng, đấy, với lại là mua gia súc để chăn nuôi thôi. Do thực hiện tốt các phong trào thi đua, hàng năm Hội Cựu Chiến binh huyện Chợ Mới có trên 95% hội viên đạt danh hiệu Cựu Chiến binh gương mẫu, 90% tổ chức cơ sở hội đạt trong sạch vững mạnh. Trong đó có trên 35% tổ chức hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc. Kết quả đó đã khẳng định vai trò vị trí của những người lính năm xưa trên mặt trận mới. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn năng động sáng tạo trong lao động sản xuất, công tác để góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn.